hùng thương ngàn năm lưu danh sự sắc. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Gian qua đó thắm đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để hôm nay con cháu cùng hoan ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Dương Mao Dòng Tiên ơi, còn đây kiến trung mất quán. Như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta dạng người sắt son Việt Nam. Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắt son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thắm oai hùng. Đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết biết chùn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thương ơi, ngàn sao cho con ghi lòng. Dòng lớn Bạch Đằng Giang ơi, vùi thầy bao quân sắp bớt. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta ngàn năm muốn cao hùng thiêng. Đình Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Dương Mao Dòng Tiên ơi, còn đây kiến trung vẫn hoan. Như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta dạng người sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau dạng người sắt son hào khí Việt Nam. Thank you.
tầng trên cao. Đến đây mình có thể nhìn xuống cái đường vô chính. Nó nằm trên một cái đồi, nhưng mà đi bộ lên cũng mệt nha. Bành Đằng Giang còn vang tiếng sóng chôn quân phù bao cường, hồn Mê Linh từ muôn kiếp dân Nam tranh hùng quật cường, đã bao hồi trung thiên, đã bao đời quyết tiến, bao lớp trai đổ máu xương tô điểm sân Hà. Đây biên cương nào hồ nước, đây biến khơi sông ngòi, đây núi non quê nhà đường thành hình từ máu dân Hà. Bàn kia chưa có sáng uy danh bao lần diệt thù, lời người xưa còn vang vai non nước Nam dân Nam truyền đời, nhắn cho giặc phương Bắc đã bao lần khiếp vía, rồi mũi tên là gươm người Nam ngàn năm quật cường, nơi Lam Sơn uy dũng, nơi Đống Đa kiêu hùng, nơi cháu con hùa hùng vì hòa bình nên phải diệt thù. Đi là đi, ta quan gì mưa gió, theo gót chân hùng mạnh của hai ba chém giặc, nghe tiếng trống anh linh vang vang tiếng hùng binh, tiên tiên bước tiên trình đánh tan quân thù, rồi dân Nam ăn tết tự do. Ngầm hồi xưa còn ghi dấu oai linh anh hùng một thời, để cho hay dòng sông ấy vì sao muôn đời đỏ hồng, đã bao hồi bình yên dân nước Việt vẫn tiến, nguyện tiến lên xây đắp nước nhà tự cường, đây non sông gầm vóc, đây nước Nam màu lòng, những đứa con lạc hồng nguyện đời đời gìn giữ non son. Bành Đằng Giang còn vang tiếng sóng chôn quân phù bao cường, hồn Mê Linh từ muôn kiếp dân Nam tranh hùng quật cường, đã bao hồi chinh chiến, đã bao đời quyết tiến, bao lớp trai đổ máu xương tô điểm sân Hà. Đây biên cương nào nước, đây biến khơi sông ngòi, đây núi non quê nhà đường thành hình từ máu dân Hà. Bàn kia thiên còn sáng uy danh bao lần diệt phù, lời người xưa còn vang bay non nước Nam dân Nam truyền đời, nhắn cho giặc phương Bắc đã bao lần khiếp vía, rồi mũi tên làn gươm người Nam ngàn năm quật cường, nơi Lam Sơn uy dũng, nơi Đống Đa kiêu hùng, nơi cháu con hùa hùng vì hòa bình nên phải diệt thù. Đi là đi là đi, ta quan gì mưa gió, theo gót chân hùng mạnh của hai ba chém giặc, nghe tiếng trống anh linh vang vang tiếng hùng binh, tiên tiên bước tiên trình đánh tan quân thù, rồi dân Nam ăn tết tự do. Ngầm hồi xưa còn ghi dấu oai linh anh hùng một thời, để cho hay dòng sông ấy vì sao muôn đời đỏ hồng, đã bao hồi bình yên dân nước Việt vẫn tiến, nguyện tiến lên xây đắp nước nhà tự cường, đây non sông gầm vóc, đây nước Nam màu lòng, những đứa con lạc hồng nguyện đời đời gìn giữ non sông.
đây non sông gầm vóc, đây nước Nam màu lòng, những đứa con lạc hồng nguyện đời đời gìn giữ non sông, nguyện đời đời gìn giữ. Trung tâm mình nghĩ thời buổi giờ nên đừng có đốt nhang chỗ đông người mà đốt nhang, ta để sẵn đốt người về mới đốt nhang, trời ơi trai mắc chết luôn á. Qua đây thôi ngủ các bạn, bố trí vòng tròn ha. Đi vòng vòng đây có cảm giác như vô mê cung vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì ở đây là miễn phí. Hay vậy ta. Trời ơi, người đông quá trời nhưng mà miễn phí vậy trời. Này giống khoai chiên. Hủ tiếu xào. Nuôi xào. Cái phần hậu cây phía sau này cũng khá là hấp dẫn. Vô cùng nhộn nhịp. Mình không ngờ là tổ chức vui như vậy luôn á. Bèo. Ba cho con ly trà không ơi. Ờ bánh bèo nước cốt dừa. Quá trời đông mọi người ơi, mình không ngờ luôn. Mình không ngờ là năm nay tổ chức lớn vậy luôn. Là gì đây? À trên núi ha. Rồi cảm ơn. Khát nước hơn là đói. Quá trời ngon. Bên đây còn nữa nè. Ở đây bán gì đây? Ủa mà bán miễn phí. Trời, cà mép. Đợi lại kia giới thiệu với mọi người luôn cái gì đây. Mới đầu mình định đi chỗ khác chơi mà cuối cùng đổi ý đến đây. Không ở đến đây lại đông vui vậy. Cũng mò Huế luôn. Chân này chắc nấu chai quá. Xuân hết rồi luôn. Chai. Nghe cái bài kia bà nói tất cả đều chai hết. Đây có sư thầy nè. Sư thầy làm món gì đây? Bánh canh. Giống chả cá nha chàng quá. Ê, cái này bánh mì. Cái này được rồi nha. Rồi, cảm ơn. Đây ngẫu mini thôi. Cái này chắc đồ chai luôn rồi. Bữa nay toàn là đồ chai hết. Vậy cũng được rồi. Ăn cũng được mọi người. Thôi, này bánh nước. Ôi, có giờ thủ nữa kìa. Quá trời đồ ăn luôn mọi người. Bữa nay là ông xà đói à. Ai vậy? Cô trà. Xăm. Nhà Nam. Công nhận. Không là đến đây vui vậy á. Không đi chơi là hợp lý. Chụp vô một chè. Còn coi coi là bán cho mình là món gì. Rồi mình thành nhóm ăn vui không? Như là đánh cực kỳ không đẹp mắt. Đã ăn uống miễn phí rồi mà còn nào bán.